Chương 1 Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Editor Phơ lao nhật không có tiền giao tiền thuê nhà liền cúc cho ta Trời đêm yên tĩnh bị một tiếng rú như sấm xẹt qua Tiếp theo đó là âm thanh hành lý bị ném ra mặt đường Trong bóng đêm, một thiếu niên bịt lỗ tai thất thểu từ trong phòng đi ra, mẹ nó Năm nay người tốt đều biến đâu cả rồi Không phải chỉ thiếu ông mấy tháng tiền thuê nhà thôi Kích động như vậy làm cái gì? thật là, một chút cũng không biết thương hương tiếc ngọc, đáng hận mà. Kim Gia Dông vừa lãm nhảm, vừa kéo kéo hành lý đi, Gia Dông hiện tại như dân lang thang, kéo vali lết khắp mặt đường. Lết đến khi mệt, cậu liền chui vào một ngõ nhỏ rồi ngồi xuống, hai tay đặt ở trên đầu gối chống cầm, Gia Dông vừa tính há mồm lớn tiếng oán giận thì phía trước đột nhiên vang lên một tiếng động lớn, tiếp theo đó là giọng nam nhân cầu xin tha thứ, là côn đồ đánh nhau sao. Gia Dông nhẹ giọng than thở, rồi cố rướng cổ ra phía trước nhìn, chờ xem kịch vui chỉ thấy bên cạnh ánh đèn mập mờ cũ nát, một người đàn ông trung niên ăn mặc ngăn nắp, đang quỳ gối, thiếu gia, tiểu nhân không dám nữa thiếu gia, buông tha tôi đi, buông tha tôi đi. Thanh âm cầu xin tha thứ kèm theo tiếng khóc nức nở. Kim Gia Dông đang nhìn trộm, liền trở mình xem thường, hừ, chỉ là một đám côn đồ thôi mà, sợ gì chứ, cầu xin với ta mà nói là vô dụng, vô chung động thủ nam nhân cao lớn đứng bên ngoài nói, âm thanh không lớn, nhưng ngữ khí vô cùng lạnh. Tiếp theo đoàn, một tiếng bén nhọn, mạnh mẽ đánh vỡ yên tĩnh ban đêm. Chỉ thấy người đàn ông kia trợn tròn mắt, chậm rãi ngã xuống, từ miệng không ngừng toát ra một màu đỏ tươi chói mắt, mẹ. Mẹ ơi! Cái này đâu phải côn đồ đánh nhau. Rõ ràng chính là đại cuồng cùng trả thù, kim gia dông bị dọa không nhẹ. Cậu khe khe đứng lên, hướng nhỏ nhỏ bên ngoài chạy, chính là lại quên mất đóng hành lý bên chân, chân vừa động liền đạp ngã trương hành lý, mẹ nó, kim gia dòng thấp giọng mắng thầm, không ngừng nghĩ phương pháp đào tẩu. Nhìn kính trăm kế bên, cậu chợt nảy ra một sáng kiến, tiểu tử. Bả vai bị người ta vỗ mạnh, kim gia Dông bị đau quay đầu lại, mang theo kính trăm, sao? Làm sao vậy? Tôi vừa nghe giống như là thanh âm té ngã, là tôi đụng phải đồ đạc gì của các người sao? Gia dông ngơ ngác hỏi, ngươi. Nhìn không thấy. "Ừ, cậu gật đầu, thiếu gia, người này là người mù. Mang lại đây." Phía trước vang lên thanh âm lạnh lùng, khiến Gia Dòng không khỏi rùng mình, "Vâng." "Tiểu tử, theo ta lại đây." Tiếp theo, nam nhân trước mặt liền lôi áo Gia Dòng, đem cậu đưa tới dưới cột đèn. Đi ngang qua người trung niên ban nãy, vết máu vẫn còn đó, Gia Dòng cảm thấy thật đáng sợ, thiếu gia chính là tiểu tử này. "Cậu thật sự nhìn không thấy. Nam tử cao lớn đối diện hỏi, gia dòng lắc lắc đầu. Không thể kinh hoảng, bình tĩnh bình tĩnh, kim gia dòng phải bình tĩnh, ngẩng đầu lên. Gia dòng quay sang bên trái, ngẩng đầu lên. Cậu thấy được vô chuông, kẻ vừa mới nổ súng giết người. Vốn tưởng rằng hắn rất xấu xí, nhưng thật không ngờ, người tên vô chuông bộ dạng lại dễ xem như vậy là bên kia. Vô chuông nói xong, nắm cầm của gia dòng hướng về phía trước, qua lớp kính trăm, gia dòng thấy được mặt của người được gọi là thiếu gia. Không thể tin đó lại là một nam nhân đẹp trai như vậy. Đi ngoài đường bị nhầm tưởng là siêu sao cũng không phải là chuyện kỳ quái a. À, khuôn mặt không lớn, mắt xếp sáng nơi hữu thần, ánh mắt lộ ra mười phần khí phách, mũi cùng miệng như được điêu khắc tinh xảo. Hơn nữa hắn so với bản thân mình thật cao, Kim Gia Dông chỉ cảm thấy hắn không đi làm ca sĩ hoặc người mẫu thật quá lãng phí. Trong lúc cậu đang miên man suy nghĩ, thì người kia đã gỡ mắt kính của cậu xuống. Đến khi Gia Dông phục hồi tinh thần thì cái kính đã ở trên tay thiếu gia kia. Gia Dông sợ hãi nhìn ánh mắt lạnh lùng phía trước, tiểu tử dám giả mù. Người muốn chết. Nam nhân vừa bắt Gia Dông khi nãy tức giận nói, nhưng mà Gia Dông đâu rảnh để ý tới, bởi cậu đang cùng thiếu gia băng lạnh trước mắt này đối mặt. Chỉ chốc lát sau, Gia Dông cũng phải cúi đầu vì chịu không nổi ánh nhìn chăm chăm của hắn, vừa rồi, cái gì cậu cũng đều thấy hết thiếu gia lạnh lùng mở miệng một chút gia dông thực bội phục mình còn có thể nói chuyện lưu loát sự tồn tại của cậu làm sự việc thực phức tạp cái đó sẽ không làm phức tạp đâu tôi tôi đêm nay ánh mắt bị mù còn không được sao gia dông vội vàng nói cậu không muốn chết a à, nhưng mà mắt của tôi không mù kính nhờ anh anh cứ coi như tôi trong suốt đi tôi sẽ không nói ra đâu, thật sự sẽ không nói ra đâu. Gia dông hai tay tạo thành chữ thập nhìn thiếu gia kia, nếu cậu đúng là người trong suốt, vì sao tôi có thể nhìn thấy cậu? Nghe xong lời của hắn gia dông quả thực muốn chết. Nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ hôm nay là ngày dỗ của cậu sao? Chẳng lẽ Kim Gia Dông ta mới 20 tuổi liền đi gặp Thượng Đế sao? Tôi cho cậu một phút đồng hồ, nếu cậu có thể biến mất trước mặt tôi, tôi sẽ bỏ qua cậu. Dây kế tiếp, da dòng đã muốn biến mất trước mặt đám người đó. Nói giỡn, cái ngõ ngắn ngủn này cậu không cần đến 10 giây là có thể đi ra a. À, da dòng chạy thật xa khỏi ngõ nhỏ mới dám dừng lại, ngồi dưới đất thở mạnh. Mà mọi người còn ở lại trong hẻm thì kinh ngạc trận mắt nhìn thiếu gia anh Tuấn, thiếu gia, thật sự không sợ hắn nói ra sao. Nam nhân bắt gia dông khi nãy hỏi, thiếu gia sẽ không làm chuyện khiến mình phải hối hận. Đừng nhiều chuyện. Vô chung lạnh lùng nói, xin lỗi thiếu gia. Chỉ thấy thiếu gia kia đứng tại chỗ nhìn nhìn đồng hồ trên cổ tay, tiếp theo nói với vô chung, đem hành lý của cậu ấy lại đây. Chúng ta đi. Vâng. Mà ngồi bên kia chính là Kim Gia Dông giờ phút này cũng đứng lên, chậm rãi bước đi. Một bên mắng chính mình đêm nay vận khí không hay ho, một bên nhục chí đá hòn đá nhỏ trên đường. Bỗng nhiên trước mắt truyền đến ngọn đèn chói mắt của ô tô, Khiến Gia Dông phải đem tay trắng phía trước, đến khi Gia Dông hạ tay xuống, thì trước mặt chính là đám người trong hẻm nhỏ khi nãy. Không lẽ là muốn đem mình đuổi tận giết tuyệt sao, vừa vặn một phút đồng hồ. Thiếu gia kia nói xong, quơ quơ đồng hồ trong tay, đồ lừa đảo. Gia Dông nghĩ dù sao cũng chết, thôi thì đem hắn thoá mạ một chút cho hả hê, anh là đồ lừa đảo. Vừa mới nói buông tha tôi nhưng vì cái gì bây giờ lại đuổi tới? Tôi chẳng phải đã nói là sẽ không nói ra sao? tuy rằng kim gia dông tôi từng lừa gạt chủ nhà nói rằng tháng sau giao tiền kết quả lại không giao nhưng là điều này cũng không có nghĩa là tôi sẽ lừa anh a à. đừng nhìn tôi là người không có tiếng tâm mà khinh thường tương lai tôi sẽ là người cống hiến rất lớn cho đời đối phương không nghĩ tới gia dông đột nhiên bùng nổ như vậy đều bị cậu làm giật mình phản ứng đầu tiên chính là thiếu gia hắn nghiêng người lộ ra hành lý của gia dông nói kỳ thật tôi chỉ là tới trả hành lý cho cậu nhưng tôi lại không biết, cậu sẽ cống hiến rất lớn cho đời đấy. Gia Dông ngây ngẩn cả người. Nguyên Lai like. Nguyên Lai like là đưa hành lý sau, tôi, tôi, cậu nhỏ giọng lý nhí, lần sau đừng để tôi nhìn thấy cậu nữa, bằng không cậu trốn không thoát. Nói xong liền xoay người lên xe, bọn họ đi rồi, Gia Dông liền xông lên kéo hành lý của mình chạy trối chết, chỉ sợ lại gặp được đám người kia thì khổ. Nếu thật sự gặp lại, cậu thà đập đầu vào tường chết đi cho rồi, một đường chạy như điên đến quán ba kim he chung làm thêm, da dòng mới dám ngừng lại, cả người cậu đổ đầy mồ hôi. He chung cười, vỗ nhẹ bả vai của cậu đùa, baby, là bị người đuổi giết. Gia dòng ngồi thở nặng nhọc, lắc lắc đầu, nói so với việc bị đuổi giết càng đáng sợ hơn. He chung cũng nghĩ cậu nói đùa, không dây dưa nữa. Lại thấy hành lý bên chân Gia dòng, không khỏi nở nụ cười thì ra là bị chủ nhà đuổi ra ngoài a à. Gia dông gật gật đầu, tóm lại hôm nay khỏi về nhà. Baby, nói cho hi -ung biết chừng nào em mới có nhà để về. Cúc. Nói cho hi -ung biết, từ nay về sau em sẽ ngủ ở nhà hi -ung. Được thôi, giao tiền thuê nhà đi. Này Kim He Chun, không nghĩ đến tình cảm anh em bao năm của chúng ta sao? Đúng vậy, ai đấy yên lặng trong tiền của Hi-ung, thật là anh em tốt cái này không phải chuyện tiền bạc thời niên thiếu. Gia dòng bất mãn reo lên, dù sao em cũng đã làm rồi. Này! Có cần phải keo kiệt như vậy không? Nếu Hi Ung keo kiệt, thì em sẽ không sống tới bây giờ đâu baby. Em, chính là người thân duy nhất của Hi Ung, Hi Ung không thu lưu em sao? Gia dòng vẻ mặt đáng thương nhìn He Chun, đổi câu khác đi baby, câu này Hi Ung nghe đến nhàm rồi. Nhưng đây là sự thật. Đã biết, đã biết ngồi chờ hi ung tan tầm đi he chuông bại bởi gia dông gia dông nhếch miệng nở nụ cười biết chắc he chuông sẽ đáp ứng mình bởi vì lần trước bị chủ nhà đuổi đi chẳng phải cũng ở nhờ nhà heo chuông hay sao muốn uống gì không he chuông hỏi không cần trả tiền rồi 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 không cần là hi ung mời được nha lúc he chuông đưa rượu cho gia dông vẫn là nhìn không được vương tay xoa xoa đầu cậu tiểu tử này thật đáng yêu muốn chết hi ung cứ vuốt như vậy, đầu em sớm muộn cũng thành trọc a. Gia dông bất mãn đẩy tay he chung ra, cuối cùng cũng đến nhà he chung, gia dông bởi vì chạy cả đêm cùng mệt mỏi sợ hãi, chưa kịp sửa sang hành lý đã gục ngủ trên giường. He chung nhìn bộ dáng của cậu, bất đắc dĩ nở nụ cười. Gia dông chính là đệ đệ yêu thương nhất của hắn A, nghe trọn bộ tại mê truyện audio.com, link trực tiếp ở phần mô tả.